Đấu phá thương khung phần 4 tập 42. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Thời khắc Mộc Chiến âm thầm đánh giá, một âm thanh giả nua ở ngoài đám đông vang lên. Một đạo bóng dáng đơn bạc quỷ dị xuất hiện giữa đám đông, dường như quỷ mị xuất hiện tại bên cạnh Tiêu Viêm. Mọi người ánh mắt thoáng nhìn, nguyên lai vừa rồi lên tiếng là Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Mộc Chiến. Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn con mắt quét qua đống hỗn độn đầy đất đá, sau đó ánh mắt chuyển qua trên người Mộc Chiến đối diện, đầu tiên là sửng sốt. Tái quay đầu lại nhìn Nhã Phi cùng với Tiêu Viêm hai người đứng chung một chỗ. Trong giây lát đã hiểu được chân tướng, lập tức khuôn mặt già giống như là Lạp Lan Kiệt, nhanh chóng trầm xuống, cặp mắt hung hăng nhìn trừng trừng Mộc Chiến tức giận rồi nói. Người mới vừa trở về đã gây chuyện thị phi, người có tin hay không, ta bảo Mộc Thần Lão Bất Tử đuổi người tiếp tục đi bên cạnh Lịch Lãm. Ấy, Đăng Sơn tộc trưởng, ngài cũng đến nơi này. Nhìn thấy người đến, Mộc Chiến không sợ trời không sợ đất nhất thời cũng phát lạnh. Lúc đầu giờ đế đô đi biên cảnh, nguyên nhân lớn nhất cũng là do Mộc Chiến cản rỡ khiến cho Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn tức giận, cuối cùng khiến cho Mộc gia không thể không đem cái tai họa đấy đẩy tới đế quốc biên cảnh. Cho nên hiện giờ vừa thấy Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn, Mộc Chiến liền có chút sợ hãi, lập tức ngượng ngùng cười rồi nói. Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn khẽ hừ một tiếng, ánh mắt liếc Lạp Đan Kiệt một bên trầm giọng rồi nói. Ta cũng nói cho ngươi biết, sau khi rời khỏi lời này, không nên lại tìm Nhàm Kiều tiểu hữu gây phiền toái. Hắn là bằng hữu của Thước Đặc Nhĩ gia tộc ta. Nếu như thật sự gặp phải chuyện gì, như vậy đừng trách lão nhân ta động nộ, đến lúc đó, cho dù là Mộc Thần cũng không thể bảo vệ người. Mặc dù cũng không minh bạch thực lực cùng với bối cảnh sau lưng Tiêu Viêm, có điều Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn nói ra những lời này lại không hề có lửa phần chần chừ. Một đấu hoàng cường giả tính tình cao ngạo lại có thể cam tâm đi theo bên cạnh Tiêu Viêm làm hộ vệ. Đủ để nhìn ra Thanh Liên nhìn giống như là một người tầm thường này, tốt cùng ẩn chứa thế lực như thế nào. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ, Mộc Chiến đã bị hai gia tộc trong tam đại gia tộc trịnh trọng cảnh cáo. Loại cục diện này không chỉ có Mộc Chiến bản thân trợn mắt há mồm, mà ngay cả chung quanh mọi người vây xem cũng cảm thấy kinh ngạc. Nếu như nói Tiêu Viêm có thể thay Lạp Lan Kiệt khu trừ lạc độc, như vậy hết sức bảo vệ hắn, bọn họ cũng không phải là quá mức ngoài dự liệu. Dù sao thì tính mạng của mình cứu được hay không cũng nằm trong bàn tay của người ta. Nhưng mà Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn mới cùng với Tiêu Viêm quen biết không lâu lại thốt ra lời khắt khe như vậy, điều này làm cho bọn họ kinh ngạc khó hiểu. Phải biết rằng sau lưng Mộc Chiến là cả Mộc gia, bọn họ thế lực cũng không là chút nào so với Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn là nhỏ hơn bao nhiêu. Hơn nữa nếu là so đấu số lượng cường giả, Mộc gia thậm chí là còn vượt qua Thước Đặc Nhĩ gia tộc rất là nhiều. Dù sao Thước Đặc Nhĩ gia tộc, một gia tộc buôn bán cũng không phải là gia tộc thượng võ như là Mộc gia. Đương nhiên cường giả nơi đấy chỉ về thực lực cũng không phải là cùng loại đỉnh phong lực lượng như là Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Dù sao loại cấp bậc này cũng không phải là chỉ cần trông vào trong tinh thần thượng võ là có thể thành công. Một tên tiểu tử may mắn trong đám người nhìn thấy hai vị quan trọng che chở cho Tiêu Viêm, Liễu Linh nhíu mày bĩu môi cười lạnh rồi nói. Một bên tiểu công chúa mày liễu cào lại, Nhãn Châu xuyên qua đám người nhìn Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm rồi nói. Xem ra hắn hẳn là có cái gì đó làm cho hai đại gia tộc cực kỳ là coi trọng. Nếu không mà nói, Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn cùng với Lạp Lan lão gia tử tuyệt đối là không bao giờ mạo hiểm thốt lời gần như là bất chấp đối địch với Mộc gia bảo hộ cho hắn. Thật sự là kẻ thần bí, đáng tiếc, tiếc hận lắc đầu. Tiểu công chúa nhớ tới thái độ của Tiêu Viêm đối với nàng, cười khổ một tiếng, không nghĩ tới mắt nhất thời vụ về, cư nhiên cùng với người lổ tiếng bậc này đánh mất mối quan hệ. Việc này nếu bị phụ hoàng hoặc là tỷ tỷ biết đến, sợ rằng bị răn dậy một trận. Khóe miệng giật giật, Mộc Chiến trên khuôn mặt nhăn nhó cực kỳ là khó coi. Sau một lúc lâu, dưới ánh mắt của Lạp Lan Kiệt cùng với Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn, bất đắc dĩ giằng tay rồi nói. Hai vị lão gia tử, ta nói hôm nay chỉ là hiểu lầm, được rồi, chỉ cần vị bằng hữu kia sau này không chọc đến ta, ta đây cũng sẽ không lại đi làm phiền hắn, cái này coi như là cấp cho hai vị mặt mũi. Lạp Lan Kiệt thản nhiên gật đầu, quay đầu sang nhìn đại sảnh vỗ vỗ tay cười rồi nói. Chư vị, thỉnh tiếp tục, thiên bối lúc này chỉ là hồ đồ mà thôi, mọi người coi như là xem màn biểu diễn đặc sắc đi, ha ha. Nghe được lời này của Lạp Lan Kiệt, mọi người với xem cũng thức thời phụ họa cười cười, sau đó tự giác tản ra, thay nhau tìm kiếm đối tượng thuận mắt, tiếp tục uống rượu đàm tính. Ha ha, lão già, ngươi thật đúng là không thả bất cứ cơ hội lấy lòng người. Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn híp mắt cười cười, kế sát vào Lạp Lan Kiệt thấp giọng rồi nói. Hừ, lão già kia, xem ra ngươi thật đúng là chuẩn bị cùng chúng ta cướp người. Lạp Lan Kiệt liếc Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn một cái, cười lạnh rồi nói. Nhân tài như vậy chạy đến nhà người khác, đó chính là chuyện khiến cho người ta đau đầu. Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn cười nhẹ rồi nói. Ta giống như là cảm giác được Nhã Phi cùng với Nham Kiêu tiểu hữu trò chuyện rất là thân mật. Ngươi nói có phải hay không? Có điều yên nhiên chất nữa cũng là muốn làm quen lôi kéo Tiêu Viêm. Ha ha, dù sao thân phận không giống nhau, nhưng mà như vậy các ngươi không phải là sẽ tổn hại rất nhiều đó sao? Xa mặt khô héo quò quắp lại, Lạp Lan Kiệt khóe mắt dư quang đảo qua Nhã Phi đang lôi kéo Tiêu Viêm. Trên người xem xét hắn vừa rồi chiến đấu có hay không bị thương.
Tiếp đến lại nhìn liếc mắt một cái đứng ở một bên cháu gái mình, mặt cửa lạnh lùng không có chút nào động tĩnh, đành phải lắc tay áo bào, hậm hực nói: "Ngươi thật đúng là bỏ không ít tiền vốn." "Không nhiều, không nhiều." Thước Đằng Nhĩ Đằng Sơn đắc ý cười cười. Chum Hồng Tiểu cầm trong tay uống một hơi cạn sạch. "Được rồi, ta thật sự là không có việc gì. Tên kia mặc dù là có chơi, có điều chỉ với từng đấy chiến đấu cũng không thể làm tổn thương ta được." Bất đắc dĩ nhìn Nhã Phi không ngừng xem xét mình, Tiêu Viêm lắc đầu cười khổ rồi nói: "Sau khi nghe được Tiêu Viêm thanh âm cũng không có dị thường, Nhã Phi lúc này mới thở phào một hơi. Trong nhãn châu hiện đầy kinh ngạc đánh giá Tiêu Viêm, nhẹ giọng rồi nói: "Tiểu tử kia, ta nhớ kỹ ngươi lúc đầu rời khỏi Ô Thản Thánh, mới vẹn vẹn chỉ là đột phá đấu giả không lâu. Lúc này mới bao lâu thời gian, cứ nhiên là ở đó có thể cùng với Mộc Chiến chiến đấu không phân biệt cao thấp." Tiêu Viêm cười cười, đã nỗ lực trải qua tu hành nghiêm khốc, có tu hoạch như vậy, hắn cho rằng chỉ là chuyện cực kỳ bình thường mà thôi. "Lạp Lan tiểu thư, đa tạ người lúc nãy trước ra tay." Nhã Phi tiến lên hai bước, đi tới bên cạnh Lạp Lan Yên Nhiên, thay Tiêu Viêm mỉm cười cảm tạ rồi nói: "Nham Kiêu tiên sinh là khách của nhân gia Lạp Lan, ta tự nhiên là phải ra mặt. Kỳ thật lấy thực lực Nham Kiêu tiên sinh, giống như hành động của ta có chút dư thừa." Lạp Lan Yên Nhiên liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, người này sau khi nhìn thấy nàng, ánh mắt lại từ từ chuyển biến lạnh lùng, loại này cùng với Nhã Phi giống như là hai thái độ trái ngược, thật sự là làm cho Lạp Lan Yên Nhiên có chút không nói lên lời. "Nhã Phi, hai năm không gặp, làng không lên coi thường ta như vậy." Mộc Chiến ở bên cạnh nhìn thấy Nhã Phi ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn lại đây, không khỏi cười khổ rồi nói: "Mộc đại thiếu gia, ta nào dám, chỉ là tính tình của người, Nhã Phi thật sự là vô phúc tiểu thụ. Hy vọng người ngày sau không nên nói những lời tổn hại thanh danh của Nhã Phi. Ta chưa bao giờ đáp ứng cái gì hôn ước, khi nào lại thành nữ nhân của người?" Nhã Phi liếc mắt người này một cái, cười lạnh rồi nói. Nói xong, Nhã Phi lại bước quay về bên người Tiêu Viêm, lôi kéo tay áo hắn, ôn nhu rồi nói: "Chúng ta qua lời khác đi." Tiêu Viêm nhìn thoáng qua vẻ mặt ôn nhu của Nhã Phi, tái nhìn Mộc Chiến sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà có chút xanh mét, tùy ý Nhã Phi lôi kéo, hướng về phía mặt khác đại sảnh bước đi. "Tiểu tử đáng chết!" Nhãn Đồng giận dữ chừng mắt nhìn bóng lưng của Tiêu Viêm. Mộc Chiến hung hăng phất tay, sau đó đem ánh mắt hướng Lạp Lan Yên Nhiên rồi nói: "Yên Nhiên, tiểu tử này đến cuối cùng lại là lai lịch ra sao? Đừng bảo trì trầm mặc với ta, chúng ta nói như thế nào khi con bé đã ở cùng nhau? Chẳng lẽ ngay cả điểm ấy tin tưởng cũng không chịu tiết lộ?" Nhìn thấy Mộc Chiến vẻ mặt hung lệ, Lạp Lan Yên Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu rồi nói: "Thật ra, ta cũng đích xác là không rõ lắm chi tiết về Nham Kiêu. Có điều hắn luyện dược thuật cực kỳ là bất phàm, lạc độc trong cơ thể của gia gia ta. Ngay cả Cổ Hà trưởng lão cũng không có biện pháp, nhưng hắn lại có thể đem trục xuất. Ta chỉ biết như thế thôi, dù sao người này sau này đừng đi tìm hắn gây phiền toái. Nếu không, ta nghĩ ngươi cũng sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ." Lạp Lan Yên Nhiên nhắc nhở một tiếng, sau đó xoay người chậm rãi đi vào đại sảnh, lưu lại Mộc Chiến một mình cắn răng không cam lòng đứng ở tại chỗ. "Ngươi đến tận cùng là có cái thân phận gì, đừng cho ta có cơ hội tóm được." Cắn răng, Mộc Chiến hung tận thấp giọng rồi nói: "Cố ý cùng ta biểu hiện thân thiết như vậy là để cho ta làm tấm chắn làm tên kia hiểu lầm." Bên cạnh Nhã Phi, Tiêu Viêm đột nhiên thả nhiên cười rồi nói: "Xin lỗi." Bị Tiêu Viêm nhìn thấu mục đích của mình, khuôn mặt Nhã Phi ửng đỏ thấp giọng khẽ nói: "Ta thật sự là sợ hắn quấy sấy, đánh cũng không đi, mắng cũng không nghe, cho nên chỉ có thể như vậy. Ngươi sẽ không tức giận chứ?" Nhã Phi nhìn Tiêu Viêm khẽ cười, như vậy mặc dù nàng có thể giải thoát một điểm, có điều lại làm cho Tiêu Viêm bị Mộc Chiến bỗng dưng là vô cớ oán hận. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên trải qua chuyện này. Nghe vậy, Nhã Phi nhẹ giọng cười cười, nhưng lại vừa lại không dám nói lời nào, vì vậy giữa hai người bầu không khí đó là như vậy trầm mặc xuống. "Khụ khụ, người trước chung quanh đi một chút, còn ta đi thay Lạp Lan lão gia tử hoàn thành liệu trình khu độc hôm nay." Sau một lúc lâu, Tiêu Viêm ho nhẹ một tiếng, thuận theo thị nữ bên cạnh đi qua, thuận tay bưng lên một chén rượu hồng, thử lấy một ngụm, sau đó tùy ý bỏ vào trong tay Nhã Phi, mỉm cười hướng cửa đại sảnh đi tới. Đứng ở tại chỗ, chừng mắt nhìn Tiêu Viêm biến mất, Nhã Phi nhẹ nhàng lắc chén rượu trong suốt rượu hồng đỏ sẫm, trong chén phản xạ lên nhan sắc, khuôn mặt càng lộ ra vẻ hồng nhuận xinh đẹp. Cầm chén rượu đi ra đại sảnh, Nhã Phi đứng ở một cột bên cạnh, nâng chén rượu, nhớ tới lúc trước Tiêu Viêm chiến đấu luồng sắc bén khí thế, thần sắc hơi có chút thất thần, lúc này mới hơn một năm không gặp, thiếu niên bị người ta khinh thường bây giờ lại có tự tin đến như vậy. "Nhã Phi, đang suy nghĩ cái gì vậy?" Tiếng cười già nua đột nhiên ở sau lưng người vang lên. Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn cười híp mắt rồi nói: "À, không có gì." Bị quấy rầy suy nghĩ, Nhã Phi cả kinh vội vàng trả lời: "Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi, các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Cũng như là những em thấy quảng cáo thì đừng quên kích vào để ủng hộ cho mình những gói mì tôm Hảo Hảo thơm ngon bổ dưỡng.
Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chiến trường đấu phá thương khung phần 4 tập 43 sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh channel NTG. Cuối cùng thì mình, NTG, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.